tập ngày hôm nay bằng một an vui tiếng hóa. Với câu âm và câu súng dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh đó. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakato bhagavata dhammo Thamang namasami Supatipanno Bhagavato Savarang Sangkhang namasami. Nam mô Buddhaya. Một lần nữa, 7158 phẩm tự ngã Atawakka. Thì cái phẩm tự ngã Atawakka này thì chúng ta lại tiếp tục nhận thấy rằng những câu kệ ngôn pháp cú được cấp tập, được sắp xếp theo cái nội dung có phần giống nhau về những cái lời mà Đức Phật Ngài khuyến dạy để mỗi người sẽ biết cách để mà yêu lấy bản thân mình, thay vì cái việc đó là dễ dàng, cái việc đó là chểnh mãn trong cái thiện pháp, cũng như là trong cái việc không có cẩn thận để tạo các ác pháp. Trong phẩm tự ngã này không phải là việc nói về cái việc đó là ngã chấp hay là vô ngã, mà là nói về biết cách để mà chăm sóc về cái đời sống tinh thần của mỗi người. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn 157 và 158. Và trước tiên chúng ta ôn tập tập thể hai câu kệ ngôn pháp cú, sau đó thì tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập đọc lại chánh kinh cũng như là duyên sự tóm tắt. Phẩm tự ngã Atawakka, câu số 157. Atanang che biyang chanya rakhayanura kitang tinang anya tarang yamang bati cakgaya bandito atanang cepi yang canya rakhaya nang surakitang tinang anya tarang yamang bati dito
Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. A ta nang e wa ba tha mang ba ti ru pe ni we sa ye a tha nya manu sa sa ya te sa ki li sa ya ban di to a ta nang e wa ba tha mang ba ti ru pe ni we sa ye a tha nya manu sa sa ya na ki li sa ya ban di to. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ Boss Bài. Dạ, sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn hai câu kệ ngôn pháp cú ở trong phẩm tự ngã này và phần duyên tấm tắc để chúng ta nhớ lại cái nguyên nhân cũng như là cái tích truyện liên quan mà Đức Phật nhân cái cơ hội đó nói lên một cái bài pháp nhắc nhở cũng như là khuyến khích về cái sự tu tập, chỉ cho cái cách để mà mình biết yêu lấy bản thân mình bằng cái việc tạo các thiện pháp, ngăn ngừa các cái ác pháp. Và bây giờ thì xin mời vị đầu tiên. Dạ, dạ xin mời cô Rạng Đông và tất cả quý vị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Như Pháp, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 157. Ta năng chê tí dằn chăn nha rắc khay giá năng số rắc khí tầng tì năng an nhá ta răng gia măng ta tí gấp chắc gầy giá bàn đi tù. Á ta năng chê tí dằn chăn nha rắc khay giá năng số rắc khí tầng tì năng an nhá ta răng gia măng ta tí chắc gây bành đi tù. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây con xin kính đọc nguyên sự tóm tắt. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Phê Xá Cá La Quá Ná, đề cập đến Dương Tử Bồ Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, Dương Tử Bồ Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường khánh thành. Trong dịp này, Dương Tử Bồ Thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, quỷ hoại mầm sống để sinh tồn trên quan đảo, nên nhiều đời Dương Tử Bồ Thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy.
Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, Dương Tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu. Dạ thưa, chấm dứt câu số 158, 157. Sau đây con xin kính đọc câu 158. Atta nan e wa bá tha măng bá tí ru pê ní quê xá dê áp thanh nhá má nú xa xây giá ná ký lý xây giá bàn đí tô áp ta năng ê quá bá tha tha măng bá tí ru pê ní quê xá dê áp thanh nhá má nú xa xây giá ná ký lý xây giá bàn đí tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự một câu 158. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Táo Quá Ná, Quý Ha Rá, trong thành Sa Quá Thi, đề cập đến trưởng lão Ú Bá Nanh Đá. Thầy một vị tỳ kheo có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác, thuyết pháp liên tục, luật thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục nhưng lại tham lam, thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia, có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khuôn tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy. Trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp, dạy dỗ người khác. Trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ thưa, chấm dứt câu 158. Kính mời cô Cẩm Nhân đọc tiếp tục. Dạ, sa thủ kinh cảm ơn sư Cận Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Ca Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đà cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc câu pháp cú số 157. Atta năng chê phí dân chanh nhá chanh nhá rát khay giá năng su rát khí tăng tin năng Bê xá hoa quá ná đề cập đến vương tử Bô Thí. Sau khi cho xây cất lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bô Thí đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến cúng dường khánh thành. Trong dịp này, vương tử Bô Thí cho trải vải trắng lót đường vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong thời quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên quan đạo, nên nhiều đời vương tử Bô Thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời
sống chân chánh và được và đưa ra lời chỉ dạy những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ gìn một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ gìn đời sống chân chánh. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ gìn mình chuyên cần, bằng không được như vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, Vương Tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả nhị lưu. Dạ hết. Con xin đọc câu Phật cú số 158. Atta năng e quá phá phá măng phá tí ru bê ni quê xá dê á thanh nhá ma nú sa say giá na ký lít say giá bàn đi tô atta năng atta măng e quá pa tha măng pa tí ru bê ni quê xá dê a thành nhá ma nú sa say giá na ký lít say giá bàn đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người. Người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc Duyên Sự câu kệ Pháp Cú 158. Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Rá trong thành quê Sa Quát Thi, đề cập đến trưởng lão Ú Bá Nam Đá. Thầy là một vị tỳ khu có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác, thuyết pháp lơ liên hệ đến tri túc thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ, còn cái mền thì về phần thầy do hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy, trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Và hết. Và cảm ơn đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sư Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đà cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 157 ạ. Ta năng chê bị dân chán na rắc khê gia năng su rắc khi tăng tình năng ác nha ta răng cha măng bát thi cha ghi và băng đi tô. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Bê Xá Quá Ca Lá Quá Ná, đề cập đến Dương Tử Vô Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, Dương Tử Vô Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường khánh thành. Trong dịp này, Dương Tử Vô Thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo, nên nhiều đời Dương Tử Vô Thí bị tuyệt tử. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được vậy thì cũng phải láng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, Dương Tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu. Và câu kệ 158. A ta năng e và bát tha măng và tiêu bê nì quê xa dê a tha ma na nụ sa say ya ma ki lê xê dày bắn đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana Vihara trong thành Savatthi, đề cập đến trưởng lão Upananda. Thầy là một vị tỳ khưu có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam, thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khưu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật, nhưng cơ hội đó Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương. Muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ, con đã đọc bài xong rồi. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp đã bớt bài. Xin gửi mic lại cho Sittina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được ôn bài câu pháp cú số 157. Atta nang che pi yang chan nya rak khay yat nang su rak khi tăng tin nang an nhat tat rang ya mang phát tích chay gay yap pan di to. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta nâng chế bi dân chân nhà, rằng khai gia nâng su răng kỳ tăng. Tín năng anh nha ta răng gia măng, bàn tính chay gây gia bàn đi tù. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Phê Sát Cát La Quá Ná, đề cập đến Vương Tử Bồ Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, Vương Tử Bồ Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường khánh thành. Trong dịp này, Vương Tử Bồ Thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo, nên nhiều đời Vương Tử Bồ Thí bị tuyệt tử.
Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng giữ gìn đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu. Câu pháp cú số 158. Atta năng e vapatha măng phati rupe niwe saye atthan nyamat nu sa sayya na kilisaya pandito atta năng e vapatha măng phati rupe niwe saye atthan nyamat nu sa sayya na kilisaya pandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm của hòa thượng Thích Minh Châu. Anh ta nâng e hòa ba tha măng ba thi ru bê đi quê xa dê anh thánh nhà ma nữ xa xây giá na kinh ly xây nhà bánh đi tu. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Cetavana Vihara trong thành Sawatthi, đề cập đến trưởng lão Upananda. Thầy là một vị tỳ khu có tình tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp, liên hệ đến tri túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cung dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Tỳ khu tham giải hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy cho công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác. Trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ, con đã ôn bài tập xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thina. Nam mô Bích Hà giá và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thi Na, cảm ơn cô Hoàng Nghị cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ như pháp thấy cô tu nữ tệ duyên vào đạo tràng, cô có thể ôn bài không ạ? Dạ con kính tri ân sư. Dạ cô tệ duyên có thể ôn bài không cho như pháp xin một tín hiệu. Dạ cảm ơn cô. Cô hạnh kiểm ơn hồi nãy giá như pháp thấy cô rất mít liên tục nên như pháp bị phân tâm một chút xíu. Mà bây giờ như pháp thấy cô ổn rồi, cô có thể đưa bàn tay của mình lên để ông bà xin mời cô nha. Dạ bây giờ thì như pháp kính mời cô tự nhiên. Dạ sao thu như pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn. Con thành kính đảnh lễ chư Đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ và thanh chào quý gia. Cảm ơn Hòa Tràng Đông Nhung và cô Diệp Bình cho biết rõ. Và bây giờ tự nhiên xin 157. Ta năng anh bất tăng đệ bi nhân chân nhà
rắc thầy gia măng su rắc khí tăng tình năng anh nha răng gia măng và tí chân gây và bánh đi tô mình người trí trong ba canh phải tỉnh thức. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhiên sự 157. Kệ pháp cú này Đức Phật Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Phê Sát Cá La Quán Hát, đề cập đến vương tử Bồ Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bồ Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường. Trong dịp này, vương tử Bồ Thí và dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo, nên nhiều đời vương tử Bồ Thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu. Câu pháp cú 158. Ta năng e quá bát tham măng tiếp ru bề đi quê xa dê. Át thanh tay giá nát ký lít xây giáp bằng đi tô. Ta năng e quá bát tham măng bà tí ru bề đi quê xa dê. A thành nha ma nu sa tay ya na ki lịch say và bắn đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm. Duyên sự câu pháp cú 158. Pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Đá Quán Á Quý Hà Rá trong thành Sa Quách Thi, đề cập đến trưởng lão U Bán Nanh Đá. Thầy là một vị tỳ khưu có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp, liên hệ đến tri túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia, có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Tỳ khưu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bổn phận thầy trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ hết. Dạ cảm ơn cô Như Pháp và chị Răng Đông. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhung Phạm. Dạ mời Nhung Phạm.
Mời Nhung Phạm cầm mic. Nhung Phạm ơi, đạo tràng chưa nghe. Dạ, sa thú cô Như Pháp ạ. Dạ, sa thú cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thăng Maya, Nam Mô Sang Khaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú 157 ạ. Át ta năng chê pi yang chanh nha rắc khê giá năng su rắc khí tăng tìm năng anh nhá ta răng ya măng bát tị cha ghê giá bán đi tô bán đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Dạ, con xin đọc duyên sự câu pháp cú 157 ạ. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Bê Xá Cá La Quá Ná, đề cập đến vương tử Bô Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bô Thí đã thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường khánh thành. Trong dịp này, vương tử Bô Thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên đảo hoang đảo, nên nhiều đời vương tử Bô Thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống trơn tránh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu ạ. Con xin đọc câu pháp cú 158 ạ. Át ta năng ê quá bá tha măng bá tí ru pê ní quê xá yê át thanh nhạ nhạ manu sa se ya nakili se ya pandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Duyên sự câu 158. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Rá trong thành Sa Quá Thi, đề cập đến trưởng lão U Pá Nan Đá. Thầy là một tỳ khưu có tính tham nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp, liên hệ đến chi túc thiểu dục nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khưu tham rằng hòa hai đàng bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật, nhân cơ hội đó Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy. Trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ xa thủ kính cảm ơn Nhung Phạm. Cô Tina ơi, thấy chạy ra chạy à, cô Hạnh Kiểm ơi, thấy chạy ra chạy vào nãy giờ, bây giờ có cầm mic được không? Alo, cô Hạnh Kiểm. Dạ cảm ơn Tina, cảm ơn cô Sàng Đông. Dạ thấy cô Tina à, cô Hạnh Kiểm quá tội nghiệp luôn, chạy ra chạy vô hoài, chắc là không cầm mic được rồi, không thấy đưa tay. Dạ, trong khi chờ đợi của cô Hạnh Kiểm, dạ con xin được ôn bài ca pháp cú kinh số 157. Dạ, cảm ơn cô Sàng Đông cho bài học. Tát ta năng chê bi văn chan nha rắc khay yam năng su rắc khi tăng tin năng an nhát ta răng gia măng bát tích chấp gây giác ban di tồn.
Atta năng chê bi dân dành nhà rắc thầy gia năng su rắc khi tăng. Tin năng an nhát ta răng gia măng bắt tí chấp kê giáp bàn đi tô. Atta năng chê bi dân dành nhà rắc thầy gia măng rắc thầy gia năng su rắc khi tăng. Tin năng an nhà ta răng gia măng bắt tí chấp kê và bạn đi đâu à ta năng chê bị dặn chanh nha đại khai gia năng sự rạch khi tăng tình nặng anh nha ta rằng gia măng ba chi chấp gây và bạn đi đâu nếu biết yêu từ ngã phải khéo bảo vệ mình người trị trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Duyên sự câu 157 kệ pháp cú này được Thế Tôn thuyết khi ngài an ngự phê xá là quanh á phê xá cá là quanh á để gặp đến vương tử vô thí. Sau khi cho xây các tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử vô thí đã chính là thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường. Trong dịp này, vương tử bố thí cho trải vải trắng, lót đường dẫn vào tòa lâu đài, với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đạo, nên nhiều đời vương tử bố thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của các hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được, vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời pháp ấy, vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu nhà. Hết duyên sự câu 157, con xin được ôn câu 158. Áp ta năng về bát tham măng bát tít rù bê ni về xa ghê xa dê áp thành nhâm anh nô xà xây giác na ki lít xây giáp bàn đi tô áp ta năng ê bát tham măng bát tít rù bê ni về xa dê áp thành nam anh nô sai sai ya na ki lít sai ya ban đi tàu áp tả năng e và bà tha măng bà ti ru bê ni về sa ye áp thành nam anh nô sa sai ya na ki lít sai ya ban đi tàu áp tả năng e và bà tha tha măng bà ti ru bê đi quê xa dê a thanh na ma nu sa say ya na kít lê kít na li na ki li say ya bản đi tâu. Trước hết phải tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Duyên sự một câu, câu 158. Kệ pháp cú này được Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Ta Quán Á Vi Hà Ra trong thành Sao Quá Thi, đề cập đến trưởng lão U Ban Nành Đá. Thầy là một vị tỳ khưu có tính tham, nhưng vẫn có tài hùng miệng, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục. Nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khưu tham giảng hòa hai đàn bằng cách
chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy, do công hòa giải. Câu chuyện đến tay Đức Phật, nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bộ phận của ông thầy, trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư, thuyết pháp, dạy dỗ người khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ, đến đây thì hết duyên sự của câu 158. Một lần nữa, Như Pháp thấy Hạnh Kiểm trở vào. Bây giờ Hạnh Kiểm, cô Hạnh Kiểm có thể ôn bài không? Nếu cô có thể ôn bài, xin đưa bàn tay à. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô Hạnh Kiểm, Như Pháp đọc và kệ hai lần mỗi câu luôn, để chờ cô đó. Alo. Vậy là cô Hạnh Kiểm không cầm mic được rồi, bà sư. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ rất là hoan hỷ. Hôm nay cô tu nữ trợ duyên và quý cô đã hoan hỷ ôn bài rất là đông. Dạ, rất là vui. Dạ, bây giờ thì chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để thuyết giảng duyên sự, cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay, buổi ôn tập ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Bà Phật Tổ Sư Phạm Mang Lan Rạc Khánh Thủ Sáp Bà Đề Vất Thái Sáp Bà Bồ Đà Đà Hòa Quê Nà Sá Đà Thị Phạm Quân Trụ Trê. Sa đa sa thi ba quan tu che ba quan tu sập ba mang cái lăng về. Dạ, con xin phép thượng tọa Minh Hạnh à, con thỉnh Đức Tịnh Đạt. Dạ, chưa hết giờ bạch sư. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông à. Dạ, con cũng thỉnh Đại Đức Đạt à. Dạ, sư có nghe âm thanh con không? Chắc con đầu con nghĩ con thỉnh một nẻo hay sao, nên thưa sư Minh Hạnh đã lên chúc phúc à. Dạ, con cũng thỉnh sư à. Dạ, sa thú lần thai. Dạ, hôm nay người kính tri ân chư tăng và quý vị đã nhiệt tình tham gia lớp ôn tập cuối tuần. Quý vị thấy lớp ôn tập cuối tuần của chúng ta, tuy rằng chúng ta sẽ không học được những cái bài mới, nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại những cái bài mà chúng ta đã từng học. Tịnh Đạt được biết rằng kinh đã cũng rất và hết đi học lại. Bởi vì trong cái việc mà học đi học lại như vậy sẽ giúp cho chúng ta suy nghiệm được nhiều vấn đề, khía cạnh, cũng như là nhớ được nhiều hơn về cái Phật ngôn. Và hôm nay chúng ta ôn tập đến phẩm tự ngã, như Tịnh Đạt có trình bày đó, thì là những câu kệ ngôn có cú được sắp xếp có nội dung để cho mọi người biết cái cách yêu bản thân mình, thương bản thân mình một cách đúng đắn. Thông qua hai câu kệ mà chúng ta ôn hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái việc mà làm phước cúng dường, hay là cái việc mà giảng dạy về các cái Phật ngôn, thì Đức Phật Ngài cũng rất là cẩn thận để mà khuyến cáo. Trước tiên á, mình phải hoàn thiện bản thân mình. Hoàn thiện bản thân mình, sau đó mới là giúp đỡ những người xung quanh. Cái điều này á, là tự giác mới giác tha. Tuy rằng hiện tại chúng ta không có những vị thầy như là Đức Phật, như là các vị thánh tăng, chúng ta sẽ mang một cái tinh thần đó là hỗ trợ
giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Ở trong cái các vị xuất gia đó, thì những vị có cái môi trường, có cái tâm tìm hiểu và có cái thời gian để mà trao dồi Phật Pháp nhiều hơn là những vị cư sĩ. Chính vì vậy mà Chư Tăng sẽ đóng cái vai trò là người hướng dẫn, rồi còn các vị Phật tử của chúng ta sẽ là những người tạo cái điều kiện cho những cái vị xuất gia có được cái cơ hội, có được cái môi trường, có được cái điều kiện để mà hướng dẫn bằng cách là chúng ta hộ độ, chúng ta quan tâm đến những cái vị đó. Thì trên cái tinh thần cùng nhau để mà tu tập, cùng nhau để mà chia sẻ. Thật ra thì khi mà chúng ta học đó, chúng ta tìm hiểu Phật Pháp đó, thì điều quan trọng và cần thiết nhất đó là cái sự thực hành. Chính do cái sự thực hành, chính do cái kinh nghiệm thật thì mới đem lại cái lợi ích cho bản thân người đó và giúp được cho những người có cùng hay là có một cái chí hướng cùng đi trên con đường giống như mình. Còn như là cái lý thuyết, cái kiến thức á, thì nó chỉ một phần nào để mà giải đáp một cái số thắc mắc về giáo lý, về lịch sử, về triết học, về triết học Phật giáo vân vân. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái việc thực hành. Cái việc thực hành. Quý vị chúng ta còn nhớ đến một cái câu chuyện mà Đức Phật ngày hỏi những cái câu hỏi giữa vị pháp sư và cái vị sư. Thì lúc đó Đức Phật ngày không có hỏi về cái kiến thức Phật pháp giáo lý, mà ngày hỏi về cái kinh nghiệm thực tế khi mà thực hành đó, thì cái vị pháp sư không thể nào trả lời một cách rành mạch rõ ràng được, mà chỉ có những cái vị thực hành trải nghiệm kinh qua thì mới hiểu thấu rõ ràng một cách tường tận. Tuy nhiên thì để đạt được những cái điều như vậy đó, thì chúng ta cũng cần phải có những cái lớp học như thế này. Bởi vì học mà đi trên con đường mà chúng ta không biết con đường đó dẫn về đâu, chúng ta không biết con đường đó nó có những cái chướng ngại, cái khó khăn hay là cái thuận duyên như thế nào, thì phải nói rằng chúng ta đi rất là khó khăn. Chúng ta đi dò dẫm từng bước chân một thì nó rất là cực. Nhiều khi không khéo thì lại là đi sai đường, hoặc là bị những cái chông gai, những cái hầm hố, chúng ta gặp nguy hiểm. Như vậy thì cái việc mà học Pháp và hành Pháp phải được thực hành một cách song song với nhau. Thì cái câu chuyện, riêng cái câu chuyện mà 158 đó, khi mà Đạt đọc lại đó, thì phải nói rằng vừa phải nói sao, vừa gần gũi trong cái hiện tại này mà vừa cảm thấy rằng ở trong cái thời Đức Phật cái gì cũng có hết, thưa quý vị, cái gì cũng xảy ra hết rồi. Cái thời của chúng ta bây giờ chúng ta gặp á, nhiều khi đó là chúng ta thấy lạ, chúng ta thấy sao kỳ vậy, sao lạ vậy. Nhưng mà trong thời kỳ Đức Phật, chúng ta đọc kinh điển, chúng ta học những cái câu chuyện, chúng ta thấy có nhiều cái sự kiện nó xảy ra mà bây giờ hiện tại chúng ta chỉ lặp lại mà thôi. Giống như cái trường hợp mà cái vị sư đó, là một cái vị pháp sư rất là lỗi lạc, Upananda đó, trong câu chuyện 158 đó. Nhưng mà chỉ thuyết pháp thôi, chỉ thuyết pháp, giỏi về thuyết pháp, giỏi về hùng biện, nhưng mà không giỏi về pháp tu, là thuyết về tri túc, pháp về thiểu dục. Người mấy vị khác nghe hoan hỷ quá, cúng dường, thì cái vị này lại không tri túc, không thiểu dục, mà cố gắng để mà thâu góp những cái vật dụng, những cái tài sản. Thì cái điều đó nó lại ngược lại những cái lời nói của mình. Cho nên Đức Phật ngài mới khuyên đó là hãy cố gắng thành đạt,
những cái ước nguyện, những cái thành quả ở trong Phật pháp, sau đó mới hướng dẫn người khác thì sẽ có được nhiều cái lợi ích hơn. Còn câu trong 157 đó, ba cái thời kỳ hay là một thời kỳ mà chúng ta đọc ở trong cái duyên sự hay là trong cái tóm tắt đó, thì nói về cái thời kỳ lúc còn trẻ, thanh niên, lúc về lớn tuổi, trung niên, hay là lúc về già, là lão niên. Thì Đức Phật Ngài phân ba ba thời kỳ. Những cái lúc mà ở trong tuổi trẻ hay là khi trung niên hay lão niên thì chúng ta hãy cần nên quan tâm về cái tinh thần, cái đời sống tinh thần. Cái đời sống tinh thần ở đây được nói rằng là cái đời sống tạo cái sự an vui, tạo cái sự an vui. Liên quan quan tâm về cái đời sống tinh thần đó là không phải là hưởng thụ một cách sung sướng. Chúng ta đừng có bị hiểu nhầm đó là hưởng thụ một cách sung sướng, giống như là cố gắng tuổi trẻ để cài bừa, để mà làm ăn phát đạt, để mà có tiền có tài sản rồi về già về hưu chúng ta hưởng thụ, nó không phải vậy. Mà là ở trong cái thời kỳ tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi lão niên thì hãy cố gắng quan tâm với cái đời sống tinh thần, làm sao cho được cái sự an vui bằng những cái thiện pháp, bằng những cái sự cố gắng trong cái tu tập, rèn luyện thân tâm cho được phát triển trong thiện pháp. Nếu như là chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái duyên gặp Phật pháp, gặp cái điều hay lẽ phải trong cái tuổi trẻ, thì khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta tìm hiểu, khi mà hiểu được rồi, thấy được rồi Phật pháp rồi, thì hãy cố gắng tranh thủ cái thời gian đó, đừng có phung phí nữa, đừng có chậm trễ nữa. Ở trong thời kỳ nào nó cũng kịp hết. Đừng có nghĩ rằng tuổi già, tuổi lão niên rồi chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng ta bắt đầu lúc nào cũng là cái thời gian quý giá. Đừng có nghĩ rằng lớn tuổi rồi không có tu được, không có thực hành Phật pháp được, thì cái điều đó nó sẽ làm cản trở chúng ta. Thì hôm nay chúng ta diễn đàn chúng ta sẽ đã ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú 157 và 158. Nếu như không có thay đổi gì thì chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn 159 và 160 liên quan đến tích truyện duyên sự trưởng lão đề xá tinh tấn thiền. 160 liên quan đến tích truyện mẹ của trưởng lão Ca Diếp đồng tử Kumara Kassapa. Dạ, như vậy thì chúng ta xin được phép kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay tại đây. Xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị, kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú. Dạ, sa thú lần hai. Chúng tri ân đại đức tình giảng hướng chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con đại đức tình đạt. Dạ, con kính thỉnh thượng tòa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Con kính dâng mít đến thượng tòa minh hạnh. Bhagavat sapam mangalang rakhan tu sap ede vata sap buddha bhava ne sada sati bhavan tu te bhagavat sapam mangalang rakhan tu sap ede vata sap dhamma bhava ne sada sati bhavan tu te bhagavat sapam mangalang rakhan tu sap ede vata sap sangha bhava ne sada sati bhavan tu te. Tất cả anh hướng anh có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo pháp, do nhà quái đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức.